Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn món tôm sốt bơ tỏi. Món ăn cực kỳ dễ làm và mang hương vị tuyệt vời. Cách làm tôm sốt bơ tỏi cũng rất là nhanh gọn mà ăn rất là ngon. Thịt tôm thì ngọt, thêm chút bơ béo ngậy, thơm nước hương tỏi sẽ tạo nên một món ăn một hương vị đậm đà và quyến rũ. Đặc biệt có thể sẽ là một ý tưởng tuyệt vời của bữa cơm gia đình hôm nay đấy ạ. Nguyên liệu cho món tôm sốt bơ tỏi mình đã chuẩn bị 500g tôm tươi nguyên con. Các bạn nên mua những con tôm mà tươi còn sống ấy, thì khi mà mình ăn thì thịt nó sẽ ngọt, nó dai, nó rất là thơm, ngon và không bở cái thịt. g tỏi mình đã bóc để sẵn ở đây. 2 thìa bơ, 3 thìa dầu ăn, 1 thìa đường, hạt nêm, tiêu mỗi thứ nửa thìa, 1 thìa gia vị bột canh, 1 tỏi mình sẽ đi băm nhuyễn các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ chiên sơ phần tôm này. Mình sẽ cho dầu ăn vào trong chảo. Dầu nóng lên thì mình sẽ cho tôm vào chiên. Mình chỉ chiên khi nào mà tôm đỏ lên một chút là được. Tôm đỏ rồi mình sẽ gắp ra đĩa nhé. Bây giờ mình sẽ xào sơ phần tỏi. Cho dầu và chảo. Tiếp theo mình sẽ cho tỏi vào. Sau đó bạn cho bơ vào luôn. Tỏi xào chung với bơ sẽ làm phần tôm bóng lên. Đồng thời sẽ mùi của bơ nó sẽ không bị gắt. Giờ mình sẽ phi cho phần tỏi này vàng thơm. Bây giờ mình sẽ cho toàn bộ phần gia vị vào luôn. Sau đó đảo đều cho phần gia vị này tan ra.
Rồi, và tiếp theo thì giờ mình sẽ cho tôm vào nhé. Giờ mình sẽ đảo đều. Lúc này các bạn nên cho lửa nhỏ, đừng để lửa to quá, lửa lớn quá sẽ làm cháy cái phần tỏi, mà cháy khét thì sẽ không ngon, mà màu cũng sẽ không đẹp. Mình xào như vậy khoảng 2 đến 3 phút rồi nhắc xuống. Bây giờ thì mình sẽ pha phần nước chấm. Bây giờ mình sẽ cho vào xoong 2 muỗng canh nước mắm, 3 thìa đường. Mình nấu lửa nhỏ cho phần đường này tan ra. Mình thêm ít ớt tiêu xay. Thêm ít nước cốt chanh. Các bạn nêm nêm nếm lại gia vị chua ngọt làm sao cho vừa khẩu vị ăn của gia đình. Nước chấm sẽ cho thêm ớt này. Phần tôm xào bơ tỏi của mình đã xong rồi. Các bạn nhìn màu tôm này, màu vàng ươm, rất là bắt mắt. Mùi thơm thịt tôm quyện vào với bơ và mùi vị vô cùng hấp dẫn đó các bạn. Tôm này mình sẽ chấm với nước chấm này nhé. Nước chấm này ăn kèm với hải sản là rất là phù hợp. Phần thịt tôm rất là ngọt, mùi thơm nức của mùi bơ và tỏi. Nước sốt vừa đậm đà lại vừa rất là ngon. Vừa mặn mặn, ngọt ngọt lại cay cay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và để chuông để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào tất cả các bạn.